Yo, ta chị Hảo xin chào tất cả nhau, quay lại kênh mình. Đây mình đây, WCD Khan mà. Thì có hai bạn này kêu mình anh làm video không cắt ghép gì ạ. Và anh chơi combo chim gỗ kiến và 1887 đi anh Khan ơi. Ok anh em, hôm nay đi Khan chơi anh em combo màu chim gỗ kiến và màu 1887 luôn. Và video này đi Khan không cắt ghép luôn anh mà. Đấy, đi Khan sẽ chơi skin tăng 1, tăng 2 thuốc bắn và một băng đạn. Úi giời, khẩu chim gỗ kiến thì bắn nhanh lắm. Với lại mình chơi đó là màu 1887 để chất. Để mình test xem OB này, đấy combo này có thực sự là mạnh hay không nha anh em ơi. Ok, vào video thẳng video luôn mà. Đấy, quay lại những trận solo squad siêu kinh điển của WCD Khang nha. Thì đầu video á, anh em xem video thì nhớ like và đừng quên đăng đăng ký kênh giúp đi Khang đạt được 100k subscriber nha. Úi giời, cầm M1014C3 bắn đã thật sự thế mà. Úi giời, đầu game cầm khẩu M1014 này đam rất là cao luôn. Ấy trời ơi, nhảy xuống nè, nóc 1 nè rồi. Úi rồi, Thompson anh em. Thì hôm qua mình cũng mới làm cái video Thompson xong, bắn Thompson rất là sướng tay luôn. Rồi ok, thì video này để Khang không cắt ghép luôn anh em ơi. Đây video này để Khang sẽ từ đầu trận tới cuối trận cho anh em xem cách di chuyển của Đại Khang như thế nào luôn. Ok, mình nghe bên ngoài có người nè, hình như hồi nãy trên cao anh em à. Đây nhảy xuống nè. Đầu sừng nè, bay cái đầu luôn. Trời ơi, úi trời, nét cái đầu luôn, bắn là như thế anh em à. Cầm M40 là phải như thế. Thì đầu trận Đại Khang thì đang nhặt được súng nào thì chơi súng đó thôi. Đấy ok, nhặt SK ơi. Ok, để mình nhặt M14 bắn cái đã. M14 bắn dạo này bắn phê được thật. Cảm giác SK bị giảm sức mạnh anh em. Anh em cầm khẩu M14. Đây rồi, M1887 địa chất của Đại Khang đây rồi anh em à. Trời ơi, khẩu này tăng 2 trong đội đạn và 1 độ chiến giáp và giảm cái tốc độ chính xác anh em. Đấy thì hôm nay Đại Khang sẽ chơi combo đó với lại chim gỗ kiến. Thì chim gỗ kiến thì mình chưa tìm ra nữa mà. Đấy thì mình tìm chim gỗ kiến xong rồi mình sẽ bắn thôi anh em. Đấy thì video này khá là dài, anh em thì nhớ xem hết video. Hãy nhớ like đăng ký kênh giúp mình đạt 100.000 subscriber nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều anh em ạ. Giờ kênh mình cũng mất tương tác, anh em nhớ xem video nhớ ấn like và comment phía dưới. Đấy cho anh em cho Đại Khang một cái comment ý kiến. Và anh em nào muốn mình so sánh skin súng gì và chơi combo súng gì, comment phía dưới Đại Khang sẽ là cho anh em lên TV luôn nha. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Úi giời ơi, 4 kill rồi Đại Khang chạy em vòng cái khu vùng xanh này. Ấy, Đại Khang bắn cái map đảo thế kỷ này rất thích là bắn cái mẫu cái vùng xanh luôn anh em. Vùng xanh của cái khu công trình này bắn rất là sướng. Đây đồ rất là nhiều nhưng mà với lại nó có rất là nhiều chỗ để anh em ẩn nấp. Ấy, rất là nhiều chỗ để anh em bắn, anh em núp, anh em di chuyển rất là sướng luôn. Ơi, với lại 1-7 cái khu này cũng khá là nhiều nữa. Đây nhảy xuống là có 1-7 ngay cho anh em chơi liền luôn á chứ. Thì chim gỗ kiến thì game trận này mình sẽ cầm khẩu tăng 2 trong đầu bắn. Úi sợ anh em thấy khẩu chim gỗ kiến mà tăng 2 trong đầu bắn, anh em bắn như thế nào anh em. Bắn như súng trường, bắn như SK luôn nhưng mà bắn tanh kéo tâm thì anh em khỏi bàn ơi. Khẩu nào chim gỗ kiến tăng 2, tăng trong đầu bắn càng nhanh, kéo tâm càng sướng nhưng mà. Rồi thằng này chạy đâu? Hai viên úi trời ơi, chết liền. Đây Khang biết nó chết, vừa chết luôn nên không khỏi cần đặt keo nhưng mà. Ok, đây chim gỗ kiến đây rồi, có chim gỗ kiến liền nhưng mà. Đây combo của Đại Khang đây rồi, anh em xem trận này Đại Khang giết được bao nhiêu kill anh em à. Đấy, hơi bị đẳng cấp đấy, anh em sẽ xem hết video nha. 1-7 giờ này bị giảm sức mạnh thì Đại Khang thì vẫn tiếp tục làm 1-7 cho anh em thôi. Tại vì 1-7 là súng súng trụ tủ của Đại Khang mà, khẩu súng làm nên tên tuổi mình em. Thì vẫn như thường lệ thôi, Đại Khang lươi lê xong mấy khu vùng xanh thì kiếm xe thì chạy thôi anh em à. Không có xe thì lội bộ. Đấy, lội bộ thì phải nhảy vô mấy khu mà anh em mua cái xu thời xăng nè. Anh em phải mua xu thời xăng, nếu lội bộ thì anh em mua xu thời xăng để anh em kiếm địch dễ hơn. Ha à, trên đây có người anh em ơi. Ui trên nhà có người nè, ra đây kéo bể cái đầu cho test cái đầu cho mày coi. Ai à, trên đây có người nè. Qua anh sọt ui trời, thằng này AFK thôi mà. Rồi thằng này ra đây luôn. Rồi giữ anh em xem Đại Khang giữ nè. À, anh em phải cầm chim gỗ kiến này phải giữ như Đại Khang nha. Anh em phải đấy thật là kiên trì mới giết được nó. Trời ơi bay đầu luôn. Xin cái tuổi Đại Khang hay làm sao? Cậu chim gỗ kiến tăng tôi được bắn qua anh sọt rất là nhanh anh mà. Lú ra là test cái đầu. Ok nóc luôn nè, hai luôn nè. Đây để mình lút đồ ra, úi rồi đồ rất là giàu rồi, đồ 15 bỏ keo quá sướng luôn mà. Thì hồi xưa ấy, anh em, ui chạy xe tới. Trời ơi, chim gỗ kiến này á là thuộc trong những top những khẩu súng one shot dễ nhất nha anh em. Chim gỗ kiến nè, thì hình như chim gỗ kiến nó mới bị giảm cái sức mạnh là bị giảm cái tỷ lệ headshot anh em à. Ấy cho nên headshot rất là kinh luôn, cho nên nó bị giảm là phải rồi. Còn cái khẩu mà cái one shot mạnh thứ hai của khẩu súng trường ấy, mình nghĩ đó là tới khẩu AC80 chim gỗ kiến AC80 với lại SVD. Ấy khẩu SVD khá là khó one shot chứ không phải là dễ đâu anh em à. Ấy khá khó one shot lắm. SVD úi xội mình đặt ra ôi chậm tí thì nổ chết rồi anh em à. Quái cái chạy đầu chứ. Ok lạng lách đánh bóng kiếm địch úi xòi sau lưng mình có địch nàng ra đây qua sọt bay cái đầu úi xòi không được dướng cái hàng gào anh em ơi, dướng cái hàng gào bên kia cái thằng đáp dù kìa, kệ nó à không được, nó đáp dù mình thấy sai thì mình bắn thôi mình bắn thôi anh em.
Ok, thằng này chạy tới đây. Úi rồi, chạy tới. Úi rồi, xong rồi, xong rồi. Chạy mà. Úi rồi, ẩu qua này qua sót khục rồi. Lâu lâu cũng xịt vài pha chứ anh em, chứ vậy qua sót chúng hoài. Trời ơi, nó đẩy tới nè, bụi cỏ. Bụi cỏ nè, bụi cỏ nè. Tí chết như thằng này mà. À, mình bất cẩn quá. Đê Khang bất cẩn quá. Trời ơi, đây nè. Chạy chạy đâu. Úi sợi keo nữa hả? Từ cái em ơi, đây vừa chạy mà vừa ngó nè. À, vừa chạy vừa ngó. Ok, vô nhà cho nó an toàn. Có thằng đẩy tới nè anh em. Đây trước mặt mình nè. Úi giời, từ từ cái đây, cái đây. Đây Khang nhử qua sót tiếp anh em à. Cái đây, cái đây. Ờ nhưng nhát à, sợ à. Đây, nhảy vô. Úi rồi lui về. Nè, lắp ra nè. Chở ra bắn nè. À, hai viên đặt keo. Úi giời, hai viên cũng cầm màu nó bảy luôn. Giữ gì sao? Úi rồi, từ từ cái đã em mà. Lui về nè, kiếm góc khác nè. Đây, đây. Nó vẫn còn trong đây, nó vẫn còn, để mình phá keo luôn. Đây, khoan, không phá không quá. Nghe tiếng chân sau lưng phá keo làm gì anh em? Rồi, nghe tiếng chân sau lưng phá keo chi ủ anh em à. Đúng không? Trời ơi là trời, 10 kill rồi. Trận này nó bắn cũng khá là đắt gắt anh em à. Thấy đa số Đê Khang cầm chim cổ kiến thì bắn tầm xa hơi nhiều. Thường thường thì Đê Khang gặp địch là Đê Khang đẩy tết, bắn tầm gần thôi. Nhưng mà trận này thì Đê Khang chơi tầm xa khá là nhiều ấy. Tại vì cầm chim cổ kiến mà anh em không one shot thì nó khá là phí. Ấy anh em tự nhiên bắn con viên vô đầu một chết queo lấy gì không thích anh em. Nên em phải canh one shot bắn sướng hơn. Nhiều khi one shot cầm chim cổ kiến. Ôi rồi tông nè, đuôi nhảy xuống rồi bắn luôn. Gạt nó. Úi rồi, nó không gạt được kìa. Ôi hai đang có. Úi rồi, cái trên nóc trên cao người luôn nha mà. Trên cục nó người. Đây đây Khang ké được một mạng nè. À để đấm giết cái thằng gần trước đã. Hai viên ok bay màu luôn. Úi trời ơi, thằng này mình chiến thuật này lỗ rồi. Còn thằng ở trên cao thôi. Cái thằng ở trên trụ rất là khó chịu nha. Cái thằng này mày làm tao hơi khó chịu nha mày ơi. Từ từ cái đã. À, không bắn được nó nha mà. Ôi trời, không thấy tâm gần em đâu. Nó bắn mình không bắn được mà nó bắn mình được anh em ạ. Ấy xa ơi, quá chạy đậu được chưa, mình không bắn được mà nó bắn mình được. Ảo nha, hơi ảo nha, hơi ảo nha. Thấy con mỏ đã. Úi rồi nó bắn rồi. Trời ơi Skyler rồi nữa, giữ gì sao, giữ gì sao. Úi rồi từ từ cái đã, lui về cái này mà. À, nó bắn căng thật sự. 12 kill rồi, Đê Khang phải bảo tồn mạng để lấy cái tấm một cái đã. Trời ơi là trời. Thì anh em nào thích mình làm về những cái combo súng nào á để mình so sánh á, anh em thích bắn những combo chơi có sai bắn được thì mình phải bắn thôi, cơ hội thôi. Anh em nào muốn mình so sánh thì cái combo súng để anh em lựa chọn của UB39 này, comment phía dưới đi, Đê Khang làm nha anh em ơi. Đê Khang sẽ làm mỗi ngày một video cho anh em nào mà may mắn mà mình sẽ làm cái video đó trước rồi. Tất cả những bạn comment mình đều làm, nhưng mà mình sẽ làm từ từ nữa mà. Mình không có làm hết trơn được. Nên mình mỗi ngày mình có ra một cái video thôi, cho nên mình là từ từ mình làm anh em. Với lại nhầm cái video anh em kêu mình không cắt ghép á, mình lựng cũng khá là mệt anh em mà. Khá là lâu luôn, một cái video mười mấy phút. Rồi thôi trời anh em. Nói liên tục mười mấy phút. Đấy, anh em bảo mình nói nhiều nhưng mà làm video tự lựng anh em, không nói thì ai mà xem đúng không anh em à. Đúng không? Rồi, không nói mà anh em mới xem, mình nói nhiều cũng được nhưng mà quan trọng là anh em thích mình là được rồi. Anh em nhớ comment phía dưới nếu mà có ý kiến gì, có đóng góp ý kiến gì comment phía dưới để Đê Khang khắc phục nha. À, ý kiến đóng góp về những cái video Đê Khang làm không hay hoặc là như thế nào á, mình sẽ khắc phục, mình sẽ làm khắc phục lại, mình sẽ làm tốt hơn cho anh em đỡ vàng nàn nha anh em ơi. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều, mình luôn lắng nghe những cái đóng góp và những cái ý kiến của anh em nói về cái video của mình. Đấy, anh em dạo này tại cái kênh mình bị mất tương tác quá, dạo này anh em xem video ít quá, không biết tại sao nữa. Ơi, biết qua thi mà anh em nhớ cố gắng xem video của Đê Khang nha, ủng hộ mình nha anh em ơi. Giúp mình đạt được 100 ngày subscriber, giúp mình đạt được cái ước mơ của mình để mình làm một cái vlog cho anh em xem. Ấy, vlog của Đê Khang chắc cũng định làm vlog quay với lại bạn bè anh em à. Đấy thì lúc mình chơi chung á, mình là chơi chung với bạn bè nhiều nhất. Đấy, cho nên mình sẽ quay một cái vlog, chắc mình quay đi ăn uống này thôi. Đấy, quay một cái video vlog tấu hài funny một tí cho anh em xem. Anh em chắc cũng thích những video vlog tấu hài của Đê Khang mà. Đê Khang lúc trước cũng có làm một cái vlog về tấu hài nha mà. Đấy, những thằng chị Châu trong gần nhà mình đấy. Đấy, nhiều anh em cũng khá là thích cho nên mình sẽ làm tiếp tục làm cái vlog sau mặt luôn. Lần sau mình làm vlog sau mặt luôn cho anh em xem luôn. Úi trời, ok, quay lại trận đấu rồi. Thằng này tự nhiên nóc nha mà, Đê Khang vô két luôn. Đây, trước mặt mình có thằng nè. Rồi ok, tông trúng rồi, nhảy xuống bắn hai chiếc bay màu luôn, 17 kill rồi. Map còn 21 thằng, Đê Khang trận này cố gắng lấy trên 20 kill anh em à. Trời ơi, pha này trận này mình Đê Khang top, nếu top 1 được phải trên 25 kill anh em xem mà đẳng cấp nha anh em à. Đấy, xem mà học thôi. Ok, ôi đẩy tới, đẩy đi đâu, chạy đi đâu. Ok, úi rồi thì có nhiều bạn bảo sợ anh Khang không đi theo bắt gấu thì mình vẫn trong WG nha mà. Đê Khang vẫn trung thành với WG thì bắt gấu thì cũng là trong WG mà, mình cũng vẫn mãi là xem bắt gấu trong WG thôi anh em ơi. Đấy, bắt gấu gọi hoặc là bắt gấu như thế nào thì bắt gấu cũng là trong WG thôi. Đấy, mình tại vì mình lớn từ nhỏ, mình lớn lên từ WG mà, cho nên mình vẫn mãi trong WG. Đấy, đúng không? Thì mình yêu thích WG rất là lâu rồi.
cái từ cái thời mà đấu trường sinh tồn mùa 1, từ lúc đó là NBC bắn giải chung kết thế giới anh em. Mình bắn xong rồi mình rất là thích anh NBC, với lại thích quân đoàn WG. Cái nguyện vọng mình lúc trước mình là để vào WG thôi anh em à. Cái nguyện vọng hồi xưa mình chơi game, mình đam mê game là chơi thật nhiều game, thật nhiều, nói chung là mỗi ngày mình chơi rất là nhiều luôn, sáng trưa chiều tối để mình cày nhỏ đến em để mình vào WG. Sau đấy mình vào được khoảng tháng 9 2020 mình mới vào được WG. Từ đấu trường sinh tồn 11 hình như 2018 hay sao á. Đúng rồi, tới 2020 mình mới vào được WG nên mà. Phải một khoảng thời gian khá là dài, khoảng 1 năm mấy 2 năm luôn chứ không phải là dễ đâu. Ôi, Đê Khang cày đúng quá rất là nhiều luôn. Rồi đấy vào được WG, Đê Khang cũng rất là vui. Nên đấy Đê Khang bắt đầu xây dựng TikTok, bắt đầu xây dựng. Úi giời, đại bị kẹt nữa rồi, rất là khó chịu luôn em à. Cái bể phóng này rất là ghét luôn. Thật sự đúng ấy, tự nhiên Gena chỉnh. Ôi trời, tính bay đâu bạn trẻ. Trời ơi, gặp Đê Khang tính trốn à. Trốn hộ một cái. Trốn hộ, trời ơi. Sau đấy Đê Khang xây dựng TikTok và YouTube. Ấy mình làm highlight về 1 tháng 7 với lại những cách bắn đơn giản hiệu quả anh em. Ấy cái bắn đơn giản hiệu quả thì mình cũng bắn theo anh NBC. Mình rất thích anh NBC cho nên mình rất thích cái cách bắn của anh NBC nên mình cũng bắn theo. Với lại mình cũng làm cái cách bắn đơn giản hiệu quả mình đăng lên. Anh em cũng rất là nhiều anh em thích và rất là nhiều anh em ủng hộ. Sau đấy mình cũng hot lên vì cái cách bắn đó. Cái này mình làm dần. Đấy, rồi mình cũng có mắc một kênh TikTok anh em. Kênh TikTok mình mắc cũng khoảng 130 mấy ngàn follow đấy. Mình mất xong cái lúc đó mình rất là, nói chung là sụp đổ anh em, lúc đó là TikTok mình không muốn làm luôn á. Rồi sau một thời gian mình mới xây dựng lại một cái kênh TikTok. Ấy cũng bây giờ cũng khoảng 60 mấy ngàn follow rồi. Ấy mình cũng có sâu mặt trên kênh TikTok đó. Anh em có quan tâm thì anh em vào link cái phần mô tả, mình cũng có gắn link TikTok trên đó đó. Đâu đâu mình cũng có livestream, mình cũng giao lưu với anh em trên đó. Em gì nhớ vào kênh TikTok đó. Follow cho mình một follow nha và ủng hộ video mình cũng hay đăng video highlight trên TikTok. Thì kênh TikTok mình cũng đặt tên là WGD Khang thôi. Ấy 60 mấy ngàn người follow hay 7 mấy gì đấy mình cũng quên rồi nhưng mà. Ok, cảm ơn em rất nhiều. Anh em nhớ ủng hộ Đê Khang trong thời gian tiếp tục nha em ơi. Đấy, cảm ơn em ủng hộ Đê Khang trong thời gian vừa qua và bây giờ luôn. Ok, quay lại video thôi. Úi trời, 23 kill nè anh thấy không? Ôi trời, Đê Khang bắn 1-7 là chỉ có cầm được 1-7 để chắc trong tay. Thì rồng bay phượng múa. Không có gì để nói luôn nhưng mà. Đây, 23 kill Đê Khang, còn trên map còn 5 thằng, không biết mình cố gắng mà lấy được trên 25 kill nữa. 5 thằng. Đây, 5 thằng để mình cố gắng mình giết hết trơn liên 5 thằng để mình lấy 28 kill luôn. Chạy đâu mọi người, chạy đâu. Úi trời, chạy được kìa. À, vô mấy bán hàng này khó thế nhờ. À, mấy anh này ngoài bo thì khang cam bo được. Ôi, đáp dù cho nó nữa kìa. Ơi, đùm đùm la chân vậy. Đây thì mình phóng bắn phóng lên trúng một đạn, bắn phóng lụn chứ. Phóng lụn trúng một đạn. Úi giời, nó núp vào bên kia nhưng mà. À, này cũng khôn đấy nhưng mà biết bắn đấy. Ơi, từ từ cái đã. Cái thằng trong đây mày đây, ok nóc à. Ôi thằng kia két mình nữa mà. Nó két mạng của mình. Mày dám két mạng của tao. Trời ơi, nó két mạng của mình rồi. Bạn chơi kỳ quá bạn ơi, bạn chơi két mạng của mình nhân thời cơ đó nhờ. Ôi trời, à bạn két mạng của mình thì bạn chạy bo được, với mình không thì một chuyện. Ôi trời, cái ad mạng của mình thì phải trả giá chứ. Còn 4 thằng trong map. Đê Khang sẽ cố gắng giết 4 thằng này, lấy hết trơn kill luôn anh em à. Lấy 27 kill luôn, mới đẳng cấp hết trơn. Đấy, hỏi mình Đê Khang mới bắn được 20 mấy kill đâu, 23-25 gì đấy. Lúc đó là đạt kỷ lục của OB39 là của Đê Khang thôi. Rồi, lần này Đê Khang biết lấy được bao nhiêu kill đạt kỷ lục bản thân của OB39 đây. Đây, nói đây, nói trên cầu đây. Ra đây, chơi luôn. Solo nè, bay đầu nè. Ok, còn thằng trước mặt mình có mấy thằng luôn nè anh em. Để mình gần để mình xem nó đâu, cái mình quan sọt đó nha. Đây, ra đây, rồi, trước cửa nè. Đây nè, úi xồi, hụt nha, qua này hụt nha. Rồi, ra đây. Trời, chạy hả bạn, ok, chạy mình đẩy vô luôn. Cầm 1-7 bắn luôn, hai thằng nhà luôn. Úi thằng này một không chết kìa. Rồi cái đầu nè, ke đầu, ok, nóng một nè. Còn thằng thôi nè mà. Rồi nhảy vô bắn luôn. Úi rồi, gà đạn lách vô, lách ra nè. Bắn rồi, ok, liên hai thằng chạy vô bo, ok nè mày. Còn 1-1 thôi, mình 26 kill rồi. Đấy, Đê Khang sẽ cố gắng lấy kill này, lấy 27 kill luôn nè mày. Khá là căng đó nha, đặt cái UAV là thấy hết trơn địch luôn, anh em yên tâm. Tại cái bo này khá là nhỏ, đặt cái UAV là thấy hết trơn, chứ còn gì nữa. Đây, nó dưới cái nhà hai lầu nữa nha mày. Úi rồi, đặt keo gờ ảo ma là sự chứ. Đẩy xuống từ xuống luôn. Thằng này nấp kỹ đó nhờ, không dám ra luôn nhờ. Rồi Đê Khang đã di chuyển như thế này mà anh đi không dám ra, nhìn Đê Khang không dám bắn Đê Khang luôn à. Ảo vậy sao chơi gì vậy? Gì trời? Sao nhát vậy, để mình chết anh em ơi. Mình chết cửa nè. Anh em xem mình chết cửa với lại chết cầu thang này để xem có nó có ngồi trong đó. Úi rồi, trong nhà không có người luôn.
Rồi nó chạy đâu rồi? Úi trời, trời chạy đâu bạn ơi? Đi nhát đó, đi chắc đang. Ôi, mình. Úi giời. Mình tự đặt cái đó mà. Mình nãy mình đặt. Quá vậy chứ. Mình đặt mình tí mình đạp chết rồi. Ôi trời, mình hết sự giác rồi mà. Úi trời ơi. Ẩu thế. Ôi, mình đặt keo lấy tầm xa xa một tí nữa mà. Để mình đặt keo lấy tầm xa xa một tí, mình ám sát một hồi là mình không biết nó nhảy xuống anh em. Tại bo tới thì mình không biết bo hướng nào. Bây giờ mình sẽ chờ bo thu lại nhỏ thôi, nó sẽ hiện nguyên hình thôi nhưng mà bo thu lại một tí. À, mình đặt keo nào. Ai để thằng chạy phá hết trơn keo, không để chừa quả keo nào gần nó hết. Để nó sẽ chạy vô keo của mình. Để đứng đây ca thôi. Đây mình biết vị trí trước mặt mình rồi. Mình cam nó bo tới thì nó sẽ nhảy xuống, mình sẽ dễ bắn hơn. Trời đi nhây thế, mình rất là khó chịu nha. Đây, phóng lựu. Trời ơi, cầu thang không có luôn. Ui đâu vậy ta, nó đâu nấp kỹ vậy? À, đây mới thấy đây gài, đây ra đây, ra đây. Rồi xong mày ơi. Hiện nguyên hình nữa mày, anh niên chất nấp trong nhà nữa mà. Ra đây, rồi qua sổ nè. Bay đập. Ok, tấm 1 nữa mày, 27 kill. Ok, thì tấm 1 27 kill rồi. Combo này rất là mạnh. Ấy một khẩu bắn tầm gần rất là sướng, một khẩu bắn tầm xa one shot tăng 2 tốc bắn nữa chứ. Rồi mình cầm cái skin này, anh em khỏi bàn thì ok, video đây kết thúc rồi. Anh em mình xem video nhớ like, đăng ký kênh giúp Đi Khang đập trong cái sub nha. Ấy giúp mình lấy cái tên tương tác kênh nên mà cảm ơn anh em đã ủng hộ Đi Khang trong thời gian vừa qua nha. Ok, ba anh em, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bên gia đình và người thân nha. 27 kill, 10 gen sát thương. Quá đẳng cấp.